Thưa quý vị, có rất nhiều quý vị khách hàng băn khoăn là khi muốn tìm hiểu mua một chiếc xe đã qua sử dụng thì sẽ phải trải qua các bước, các quy trình như thế nào. Và ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng theo chân Thanh Huyền để đi tìm câu trả lời nhé. Công ty cổ phần Trung Thực Auto được mọi người biết đến là đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe gầm cao đã qua sử dụng. Được thành lập từ năm 2020 cho đến nay, Trung Thực Auto đã phát triển và mở rộng với hai showroom ở cả hai miền Nam Bắc. Uy tín của Trung Thực Auto đã ngày càng được khẳng định và được khách hàng tin tưởng. Vâng ạ, vậy thì cụ thể là khi đến với Trung Thực Auto của mình thì khách hàng sẽ được tư vấn những hạng mục nào ạ? Đến với Trung Thực Auto thì khách hàng sẽ được tư vấn lựa chọn xe phù hợp với cả tài chính cũng như là nhu cầu sử dụng. Thứ hai là sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về hiện trạng của xe. Thứ ba là cung cấp các thông số cũng như là khả năng vận hành của xe. Và thứ tư là được tư vấn khuyến khích kiểm tra xe tại đại lý chính hãng hoặc là gara bất kỳ. Và thứ năm sẽ được tư vấn hỗ trợ về mọi thủ tục sang tên, đổi biển và hỗ trợ trả góp thông qua ngân hàng nếu khách hàng cần. Vâng ạ, thế thì còn về thủ tục mua xe thì sao ạ? Và tính minh bạch với khách hàng sẽ như thế nào? Về thủ tục thì vô cùng đơn giản và cũng rất là minh bạch. Minh bạch về cả chất lượng cũng như là giá cả, với chính sách là một giá, nói không với giá chào, giá thu và giá mặc cả. Thông thường thì sẽ có hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán và các biên lai xác nhận thanh toán. Và tiếp theo là sẽ bàn giao toàn bộ các giấy tờ đi theo xe, ví dụ như là đăng ký, đăng kiểm, vân vân. Và cuối cùng sẽ là một điều vô cùng quan trọng, đó là văn bản cam kết về chất lượng cũng như là phiếu bảo hành. Vâng ạ, và cuối cùng xin được hỏi anh là nếu như khách hàng muốn tìm hiểu và lựa chọn một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thì cần phải lưu ý những điểm gì ạ? Tôi có 6 cái lưu ý như sau. Đầu tiên là chúng ta phải tìm được một đơn vị có quy mô lớn, có thương hiệu được khẳng định trên thị trường, mô hình doanh nghiệp thì bài bản, có sự đầu tư. Thứ hai là khi lựa chọn xe thì chúng ta phải đặc biệt chú trọng đến nhu cầu sử dụng và mức tài chính. Thứ ba là hết sức lưu ý về vấn đề pháp lý của xe. Thứ tư là các vấn đề về chất lượng, sẽ phải có cái văn bản kiểm tra hiện trạng 176 hạng mục chuẩn hãng. Thứ năm là chúng ta lên lái thử để kiểm tra sự vận hành của xe. Và cuối cùng là chúng ta yêu cầu bên bán cung cấp đầy đủ những cái văn bản cam kết có giá trị pháp lý cả về chất lượng cũng như là pháp lý của xe. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh. Vâng ạ, với những chia sẻ vừa rồi của anh Thắng, đại diện của Trung Thực Auto vừa rồi, thì hy vọng rằng là quý vị và các bạn đã có một cái nhìn rõ ràng và chi tiết khi lựa chọn một chiếc xe ô tô cho bản thân và gia đình, đặc biệt là trên một thị trường xe ô tô đã qua sử dụng có nhiều lựa chọn như hiện nay.